Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét báo cáo số 273 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường DT377 quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DT377B đến điểm giao với DT383 khoảng km 11+200 đến km 13+800, huyện Khoái Châu. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận về chủ trương đồng ý việc đầu tư dự án xây dựng DT377 quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DT377B đến điểm giao với DT383 theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai lập thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường. Rà soát xác định đầy đủ diện tích, cơ cấu, loại đất phải thu hồi và quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô dự án và quy mô của pháp luật. Đảm bảo đầu tư dự án đồng bộ hiệu quả và đúng tiêu chuẩn quy chuẩn theo quy mô cấp đường, loại đường, nhất thiết kế, kết cấu, nền đường, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè cây xanh và các hạ tầng kỹ thuật khác phù hợp với quy hoạch và cảnh quan đô thị. Lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, giải pháp thi công, đầu tư hợp lý, hiệu quả, tối ưu, xác định sơ bộ các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, bảo trì sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án. Rà soát hệ thống, cầu cống, công trình thủy lợi, các nút giao cắt, điểm nối với các tuyến đường hiện hữu và các tuyến đường trong quy hoạch để có phương án giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, kiến trúc tổng thể, tránh ách tắc xung đột giao thông, đảm bảo đầu tư hiệu quả đồng bộ, kết nối liên thông thống nhất giữa các tuyến đường. Đảm bảo việc lựa chọn quyết định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án hợp đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nếu dự án phải thực hiện tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi thì phải chủ động xác định vị trí, bố trí quỹ đất để triển khai nhanh trong khu tái định cư theo quy định của pháp luật. Có phương án đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai dự án. Dự án nêu trên được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầu tư dự án hiệu quả, đồng bộ để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Khoái Châu theo quy hoạch, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Căn cứ kết luận này, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại 6 điểm thi công trên địa bàn huyện Hóc Môn và Củ Chi thuộc dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn hai huyện này. Theo báo cáo của đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban giao thông tổng chiều dài tuyến 47,3 km hiện tại đã triển khai thi công toàn bộ 10 gói thầu xây lắp chính. Sản lượng thực hiện 3.310 trên 16.578 tỷ đồng, đạt khoảng 20%. Riêng 5 gói thầu đoạn qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đạt 1.689 trên 8.005 tỷ đồng, đạt khoảng 21%. Mục tiêu đặt ra của dự án là đến ngày 31 tháng 1 năm 2026 sẽ thông xe kỹ thuật cầu cạn đoạn Thủ Đức, ngày 30 tháng 4 năm 2026 thông xe tuyến chính cao tốc đoạn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao mặt bằng 1.689 trên 1.692 trường hợp, đạt 99,8%. Trong đó, huyện Củ Chi và Hóc Môn đã bàn giao 100% mặt bằng, còn lại 3 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 0,83 ha.
đối với công tác bố trí tái định cư, đến nay có 409 trường hợp, phương án được phê duyệt 630 trường hợp bố trí tái định cư. Trong đó, có 297 hộ bố trí tái định cư bằng nền đất, 112 trường hợp bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư. Khó khăn hiện nay là nguồn cát cung cấp cho vành đai 3 không đáp ứng yêu cầu nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công xử lý đất yếu của các gói thầu. Trong thời gian tới, khi vấn đề khó khăn nhất về nguồn vật liệu cát đắp nền đường được tháo gỡ, Ban Giao thông tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị, bổ sung các mũi thi công 3K4 kíp, thường xuyên rà soát điều chỉnh tổ chức thi công trên công trường khoa học để bù lại tiến độ trong thời gian qua, dồn toàn lực cho công tác xử lý đất yếu và thi công các hạng mục cầu cạn, cầu vượt sông. Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Cường yêu cầu thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh khẩn trương bàn giao mặt bằng ngay trong tháng này, không được chậm trễ thêm nữa. Hai địa phương phải phấn đấu hết tháng 10, phải giải ngân được 1.500 tỷ đồng như đã cam kết giải ngân 4.900 tỷ đồng vào cuối năm nay. Hiện nhiều đoạn đường có sản lượng thi công rất thấp, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư phải linh hoạt điều phối biện pháp thi công, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn thời gian, điều chuyển khối lượng cát để đảm bảo tiến độ thi công. Tất cả những công việc này gấp rút thực hiện để giữ đúng tiến độ đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, khánh thành toàn tuyến sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Sáng 23 tháng 10, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy trình Quốc hội quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, tại Hội nghị Trung ương 10, khóa 13 đã thống nhất chủ trương thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trước năm 2030 với nhu cầu sử dụng đất khoảng 10.827 ha. Trong đó có đất trồng lúa khoảng 3.655 ha, đất lâm nghiệp khoảng 2.567 ha, các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 4.605 ha. Số dân tái định cư khoảng 120.836 người. Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng quốc gia đã và đang được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 nên cần phải bố trí bổ sung quỹ đất để đảm bảo mục tiêu đã được Quốc hội quyết định. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102, Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia với các nội dung chủ yếu gồm điều chỉnh 8 chỉ tiêu sử dụng đất. Qua đó, những chỉ tiêu này gồm nhóm đất nông nghiệp, trong đó có các loại đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, nhóm đất phi nông nghiệp, trong đó có các loại đất quốc phòng, an ninh. Chính phủ nhấn mạnh, việc tính toán xác định 8 chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia điều chỉnh lần này cần phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, cân đối các chi tiêu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực và địa phương. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, giữ ổn định quỹ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý chặt chẽ đất rừng, duy trì độ che phủ rừng để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Chính phủ đề nghị đưa nội dung này vào thành nội dung tại nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có tờ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Dự án có điểm đầu tại thành phố Hà Nội, ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Thủ Thiêm. Trên cơ sở lựa chọn sơ bộ về công nghệ kỹ thuật quy mô đầu tư, tham khảo suất đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao đã và đang triển khai trên thế giới, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng, khoảng 63,34 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ước tính chi phí bồi thường tái định cư khoảng 5,9 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 33,25 tỷ đô la Mỹ. Chi phí thiết bị khoảng 11,3 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án khoảng 0,8 tỷ đô la Mỹ, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khoảng 3,61 tỷ đô la Mỹ, chi phí khác khoảng 0,9 tỷ đô la Mỹ, chi phí dự phòng gồm lãi vay khoảng 11,85 tỷ đô la Mỹ.
Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư công trình tuyến khoảng 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,7 triệu đô la Mỹ trên 1 km. Đây là mức trung bình so với một số tuyến đường sắt tốc độ cao trên thế giới có cùng giải tốc độ khai thác khi quy đổi về thời điểm năm 2024. Về tiến độ, dự án trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, hoàn thành công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể vào năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào tuyến năm 2035. Theo chính phủ, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được nghiên cứu trong thời gian dài do còn có ý kiến băn khoăn về tốc độ, phương án khai thác, nguồn lực đầu tư trong bối cảnh quy mô nền kinh tế tại thời điểm năm 2010 thấp. Năm 2010, GDP là 147 tỷ đô la Mỹ. Tại thời điểm đó, tổng mức đầu tư dự án khoảng 55,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương 38% GDP. Nợ công ở mức cao 56,6% GDP nên chưa được cấp có thẩm quyền thông qua. Với nhu cầu vận tải ngày càng cao, quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 430 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần so với năm 2010, nợ công ở mức thấp khoảng 37% GDP, dự kiến thời điểm triển khai xây dựng vào năm 2027, quy mô nền kinh tế ước đạt 564 tỷ đô la Mỹ nên nguồn lực để đầu tư không còn là trở ngại lớn. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 Bộ Chính trị Chính phủ đã thống nhất chủ trương đầu tư, yêu cầu huy động mọi nguồn lực để triển khai, rút ngắn tối đa tiến độ thực hiện.